Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Gà. Video ngày hôm nay Gà sẽ chia sẻ với anh em về cái build Bone Spear Necromancer. Đây là một trong những cái build hiếm hoi tận dụng cái map của cái màn hình của anh em. Thì Gà có một cái group Discord dành cho các anh em chơi game từ Diablo 2 đến Diablo 4, có những cái room để dành cho anh em mua bán item, bán gold, và có cái phòng để anh em giao lưu tán gẫu với nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Thì anh em mà đang chơi một mình không có bạn để chơi cùng thì anh em có thể join vào group Discord của Gà nhé. Anh em nào mới vô join group, anh em nhớ đọc ở trên phòng thông báo và nội quy để anh em nắm nội quy của group nhé. Ok, cho Gà xin 30 giây để quảng cáo nha. Nếu anh em không có thời gian để anh em leveling cho con nhân vật của mình, đang tìm mua đồ, mua item trong game mà không biết liên hệ ai thì anh em có thể liên hệ với bên Gà nha. Cảm ơn anh em. Cái nón là cái đó là VC. Cái này là cái nón rất là ok cho cái build Bone Spear rồi. Áo thì anh em cố gắng kiếm những cái áo mà 3 giảm và có cộng thêm Bone Spear Damage. Anh em thấy thì Gà chưa kiếm được nên nó có thêm cái dòng mà Will Power thì nó hơi sida xíu, anh em cố gắng kiếm 3 giảm nhé, hoặc là thêm cái dòng mà cộng máu cũng ok. Mà đi những cái Nightmare dungeon cao chúng ta sẽ khó chết hơn. Găng tay thì anh em sẽ kiếm cái găng tay giống như của Gà và kiếm thêm cái dòng mà Lucky Hit Primary Resource để nó hồi cái điểm Essence của anh em. Gà bữa giờ Gà roll hoài mà nó không ra, thấy không, nó ra cái mát luôn cái touch speed nhưng mà nó lại không ra cái dòng kia. Cái quần cũng vậy, cái quần thì anh em cố gắng kiếm quần 3 giảm và anh em có thêm máu nha, để chúng ta có thể tồn tại ở trong cái Nightmare dungeon cao nó lâu hơn một chút, tránh cái việc mà chúng ta bị one hit chết. Phải có thủ nữa thì anh em mới có thể sống lâu được nha, không phải là sống lâu lắm, ít nhất cũng là anh em phải ăn 2 hit anh em mới chết, chứ 1 hit chết thì coi như là mình cũng khó đánh, khó chơi lắm, nhiều lúc bực bội lắm. Đây là đôi giày, nói chung là khá là ok rồi. Tính ra nếu mà đôi giày này mà nó muốn ngon hơn á, cái kill cop Tenriu á thì nó phải là 4 kill thì nó mới là ngon. Thì bây giờ có đôi nào thì đeo đại đôi đó thôi chứ biết sao giờ anh em. Cái dòng mà Intelligent á, thì anh em có thể thay bằng cái dòng All Star cũng được, tùy chợ anh em. Còn cái vũ khí ha thì sẽ là cái vũ khí 2 tay, nó gồm có 2 dòng critical và thêm một cái dòng critical của Bone Spear nữa, và cái điểm dưới là điểm score, skill và intelligence. Hôm bữa Gà lượm được cái cây này Gà cũng thấy khá là ưng, với lại nó rớt ra sẵn là nó cũng là cây legendary luôn rồi, nhưng mà không phải là cây rare thì chúng ta có thể đi trade. Dây chuyền thì Gà xài cái dây chuyền này thì thật sự thì nó nói về cái cộng skill á, thì nó cũng khá là ngon, tại vì nó cộng vô mấy cái skill mà chúng ta sử dụng không à. Có Bone Skill Damage, có sen, có Redux. Còn mà nếu mà perfect hơn á, là cái dòng Bone Skill Damage chúng ta sẽ chọn thành, nó sẽ trở thành cái dòng tổng tốc độ di chuyển, movement speed, hoặc là cái dòng cộng 1 skill on skill ở trên á, và nó đổi thành cái dòng cooldown reduction á thì cũng rất là ok. Nó nói chung là thay 2 cái dòng đó, nhưng mà anh em lượm được cái dây chuyền nào thì anh em cứ sử dụng tạm dây chuyền đó, thì khi nào mình farm vào được rồi mình sẽ tính sau. Cái nhẫn thì Gà sẽ gồm vulnerable damage, critical strike, bone kill, critical strike damage và cái essence. Cái critical strike with bone kill á, thì anh em có thể thay bằng cái dòng critical strike chain ha, thì nó tăng thêm cái tỷ lệ mà anh em đánh ra critical thì cái đó sẽ ok hơn. Khuyên anh em là cái dòng bên kia dưới á, là maximum essence á, thì anh em phải có nha, đừng có đọc cái nhẫn Lucky Hit, tại chúng ta không cần cái dòng Lucky Hit đó. Cái nhẫn dưới đây thì nó lại thiếu cái dòng max essence, thì chúng ta có thể thay cái bằng mà critical try with ball kill bằng cái maximum essence cũng được. Như của Gà thì vì hiện tại thì Gà xài tạm thôi, chứ Gà cũng đang rất là muốn nó roll ra cái dòng max essence để có thêm nhiều essence đó nè, chứ bây giờ khá là thiếu, cũng hơi thiếu một chút, tại vì cái găng tay cũng chưa có nên chúng ta sẽ rất là thiếu hụt về cái phần essence. Mà mấy cái này thì Gà hết dám roll rồi, tại vì bây giờ roll ra thì nó sẽ tốn rất là nhiều gold, có bao nhiêu gold Gà farm ra Gà rim roll hết trơn rồi. Thì nhìn chung á, cái phần mà critical strike down của Gà sẽ là 452%, critical strike chain sẽ là 33%, tại cái bone kill của Gà thì 228%, nói chung là trên 200 là ok rồi. Về cái bảng kill hỗ trợ thì skeleton warrior thì nó sẽ nâng cái này rồi, skeleton mage thì chúng ta cũng chọn cái này luôn, và golem thì chúng ta sẽ chọn cái bảng cuối. Bảng skill đó thì anh em sẽ nâng như thế này đó. Đây tất cả đều cộng vô maximum essence, cộng vô core kill, rồi cộng vô Bone Spear chắc chắn, là tại vì cái này là build Bone Spear mà. Đây cái này nâng 1 để anh em có thể chạy trốn được rồi một cái nổ xác, ba cái này, cái này không có nâng nha, ba điểm này rồi cái này. Cái khớp Tenriu này nó rất là ngon nha anh em, tại vì nó sẽ giúp chúng ta trên gây chán được mấy con quái á, rồi gom nó lại chúng ta sẽ chưởng một phát là nguyên đám đi hết, rất là ngon. Thì hiện tại giờ cái skill của gà nó chưa có mắt á, nên nó chỉ có là 7 răng 7 thôi. Thì nếu bây giờ gà kiếm được dài cộng 4 skill thì rất là ok. Đây mấy cái này thì được cộng vô rất là nhiều nè, evolution nè, anh em thấy không, được cộng bone skill dam rất là nhiều. Cái dây chuyền này chúng ta đeo đó, rồi dưới đây 33, cái này là được cộng bởi item nha anh em. Xuống đây đây nâng 3 rồi cây bassi chúng ta sẽ nâng này. Chúng ta sẽ vào cái phần Paragon. Các bạn đầu tiên chúng ta sẽ gắn cái cục Sacrificial ha, cục này đi lên. Anh em có thể bấm bầu video lại để coi, để nâng điểm. Bản thứ hai chúng ta sẽ gọn Bone Crab nha anh em. Anh em sẽ đi lên để hết cái điểm này, để hết cái bảng này cũng được. Ray Keeper lên này, cục thứ hai. Có thể là anh em lên đây nha, anh em đi theo đường này nè, anh em lên nâng cái này xong rồi anh em qua đây, anh em đi lên nâng cho để được cái cục clip á đó, đi qua đây thôi anh em nâng cục clip, anh em để cục imbiber lên. Và cái bảng là cái bảng sin update đây, xong rồi anh em khoan nâng mấy cái này cũng được, anh em sẽ tìm mọi cách để anh em mở ra được những cái bảng phía trên đó. Anh em sẽ nâng cái này, nâng địa điểm đi lên ha, xong rồi mình lên đây mình sẽ mở cái bảng phía trên. Bảng phía trên là cái bảng Bloodbath thì anh em sẽ gắn cái cục Essence. Cái cục Essence này sẽ tăng cái lượng dam khá là nhiều cho cái Bone Spear chúng ta, nên anh em sẽ mở cái bảng lên đây và gắn cái cục Essence trên đây. Rồi chúng ta sẽ đi vòng đây vài cục để nó kích hoạt cái bonus cho cái cục Essence. Thì mấy cái phía bên hông đây từ từ anh em nâng cũng được, từ từ mình nâng lên, mình chủ yếu là mình đi lên để mà mình có cái clip để mình gắn vô á đó. Xong rồi anh em bắt đầu tìm đường đi xuống, đi xuống đây thấy không, anh em đi xuống đây đó, mình đi xuống đây bắt đầu mình đi qua đây, mình cố gắng mình đi nhanh xuống, cái mình đi qua cái phần clip exploit, mình gắn cục exploit vô để nó tăng thêm cái lượng dam cho chúng ta nữa đó, vulnerable dam rất là ngon. Sau khi mà chúng ta là kích được cái bonus của exploit rồi đó, bắt đầu chúng ta bắt đầu gắn thêm mấy cái linh tinh ở ngoài nè đó, anh em thấy không đó. Cái cục này là cái bảng này là cái bảng flat easter nha anh em. Khi mà anh em ăn 5 cái khớp, 5 cái xác thì chúng ta sẽ được thêm 40% dam trong vòng 6 giây đó. Mình sẽ nâng như vậy đó anh em, xong rồi mình nâng mấy cái lẻ tẻ ở ngoài sau ha. Mình đừng có tập trung vào bảng, bây giờ mình cứ đi, mình chưa đủ cấp thì mình cứ đi xuống, mình đi qua mấy cái clip này nè đó, mình nâng đủ cho nó kích hoạt cái clip, xong rồi bắt đầu đi xuống những cái bảng dưới ở đầu. Rồi sau khi mà kích hoạt đầy đủ cái clip rồi đó thì mình sẽ bắt đầu mình nâng mấy cái lật giặt ở phía ngoài sau, thì nó sẽ tối ưu lực cái lượng dam khá là lớn cho anh em đó. Thì anh em có thể bấm ngừng video lại và xem nhé. Đây, gà sẽ mở lại một lần nữa cho anh em xem. Bản đầu tiên đi lên, chúng ta sẽ đi lên, xong rồi chúng ta sẽ đi qua. Anh em có thể chọn đi xuống cũng được hoặc là đi lên cũng được, nhưng mà đi lên á, thì anh em sẽ nâng ít điểm hơn là đi xuống. Đó, đi lên thì này là mấy cái bảng tên bảng nha anh em. Khi gà mà chỉ vô á, nó bảng Bloodbath thì anh em biết là có đàn bảng Bloodbath, chỉ anh em vô xoay cái bảng xong mà cái hình này nó nằm ngay chỗ này á, là được rồi. Này cũng dễ chơi lắm, không có gì khó đó. Thì anh em xuống đây rồi bắt đầu anh em đi xuống thì thôi, rất là dễ đó. Về phần bảng Paragon, về phần gameplay á, anh em cố gắng đi cho nó lúc nào cũng giữ quái ở trên cái map của màn hình đó, thì nó sẽ tối ưu được cái lượng dam của anh em hơn. Thì khi mà giữ quái ở cái map màn hình á, khi mà chúng ta quăng cái Bone Spear thì nó dội liền lại luôn, thì nó sẽ tăng cái lượng dam mình rất là nhiều. Còn nếu mà anh em để nó áp sát gần thì hơi khó một chút. Và anh em nhớ là mình nên kích hoạt cái passive của Bone Spear nha anh em. Mỗi lần mà anh em cho nổ sát á là nó sẽ tăng thêm cái lượng dam cho anh em đó. Anh em nhìn ở trên cái thanh trạng thái, anh em thấy không, mỗi lần tôi nổ sát thì nó sẽ kích dam lên, kích cái xác nổ sát 5 lần á thì nó sẽ tăng lên cho chúng ta 40% đam trong 6 giây đó. Mà chúng ta kích một lần nó cũng tăng lượng đam cho chúng ta luôn. Đó là lý do tại sao mà gà gọi cái build là cái build tối ưu cái mép, cái cạnh của cái màn hình, lợi dụng triệt để cái mép của màn hình luôn. Thì cái điểm yếu của cái build này á, thì gà đang bị một cái là nó hơi thiếu cái Essence. Gà đang tìm cách để khắc phục, nhất là cái găng tay của gà đang chơi đó thì nó hơi thiếu cái Essence một chút. Nên trong lúc đi á, thì gà sẽ kích hoạt cái nổ sát liên tục để một phần á, là mình có thêm cái Essence, mình hồi lại Essence, một phần là mình kích thêm cái lượng đam. Thì anh em phải cần chơi cái con này rất là nhiều để anh em có thể quen tay nhá. Nhiều lúc hơi bị lóng ngóng một chút á, bấm sai cái là mình chết liền á. Tại vì đi những cái Nightmare dungeon mà cao á, anh em chỉ cần sơ thảy chút là anh em chết à. Ai cũng vậy luôn, bất cứ ai luôn, cứ khi đụng chỉ cần một đụng thôi, một hít một thôi là chết liền luôn. Nên mình phải cẩn thận cái vụ này, với lại mình phải tập luyện nhiều để nhiều lúc nó không bị lóng ngóng á. Cái gợi ý nhỏ là khi mà anh em đi Nightmare Dungeon cao á, mà anh em gặp event á, thì tốt nhất là anh em nên sell nó lại cho cuối cùng. Khi mà anh em hoàn tất cái Nightmare Dungeon thì anh em có thể quay lại để mà chơi cái event ở trong đó nếu mà anh em muốn. Còn không thì không làm thì cũng không sao cả. Còn nếu anh em muốn kiếm thêm kinh nghiệm ở trong cái Nightmare Dungeon đó thì anh em cứ để cho nó cuối cùng thôi. Khi mà chúng ta hoàn tất xong cái phần mà upgrade cái clip rồi đó thì chúng ta quay lại làm cái event cho nó nhẹ nhàng hơn, để chúng ta khỏi phải lo cái chuyện gọi là bị chết ở trong cái event. Một cái gợi ý khác cho anh em khi mà anh em đánh boss á, thì anh em chỉ cần đi tới mà thấy cái chân của nó thôi là anh em có thể phóng ra cái Bone Spear được rồi. Và chưa kể là anh em có xác nằm dưới chân của boss đó, thì anh em đặt cái skill Tenriu dưới chân nó là anh em sẽ gây ra rất là nhiều đam luôn á, và sẽ giết con boss rất là nhanh. Ok, thì đó là tất cả những gì mà gà muốn chia sẻ với anh em về cái build Bone Spear của Necromancer. Nếu có thiếu cái gì thì anh em có thể giúp gà comment bổ sung phía bên dưới video nha. Nếu anh em thấy video hữu ích, hãy đừng quên bỏ lại cho gà một like, một subscribe và bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào gà up lên trong tương lai. Nếu anh em muốn support channel thì có phần thông tin donate nằm với góc trái màn hình. Còn nếu anh em không thể donate được, anh em chỉ cần bấm like video hoặc share video cho những người chưa biết. Đó cũng là cách để support channel của gà rồi. Cảm ơn đã ngồi xem và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to